Xin kính chào quý bà con. Quý cô bác chị các bạn đang xem kênh thì chiều hôm nay là thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2023. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi chiều hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con. Quý cô chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý chị nào có xem kênh có quan tâm đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý cô bác, quý chị các bạn, tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây lô 1 dao động từ 17 đến 18 ngàn, lô 2 dao động từ 12 ngàn đến 13 ngàn, lô 3 dao động từ 7 đến 8 ngàn. Long ruột đỏ khu vực miền Tây hiện nay thì hàng giạt dao động từ 5 đến 6 ngàn, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thương mua tại vựa nhé quý bà con, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây. Thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây hiện nay thì hàng đẹp dao động từ 15 đến 16 ngàn, hàng sàn dao động từ 12 ngàn đến 14 ngàn. Hàng giạt của thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây dao động từ 3 đến 4 ngàn, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp dao động từ 13 ngàn, 14 ngàn, 15 ngàn, bò sàn từ 11 ngàn, 12 ngàn, 13 ngàn. Hàng ngày giạt dao động từ 3 đến 4 ngàn, hàng thường thì từ 8 ngàn, 9 ngàn, 10 ngàn. Tại khu vực Bình Thuận tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì giá cũng xem như thanh long ruột trắng. Thanh long ruột đỏ hàng loại 1 dao động từ 16 đến 17 ngàn, loại 2 dao động từ 11 đến 12 ngàn, loại 3 dao động từ 6 đến 7 ngàn. Hàng giạt của thanh long ruột đỏ hiện nay dao động từ 5 đến 6 ngàn, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc bà con, quý anh chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày vui vẻ, may mắn và luôn thành công.